Con cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Xấu, xấu đến ta luôn rồi. Đồ già mà còn mơ tưởng hão huyền. Chỉ con trai ngươi xấu như vậy còn chưa ai thèm. Ngón chân dài nhăn nheo. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, thấy một cô gái nhỏ, trên vai có hai con vẹt nhỏ không ngừng nói chuyện. Người sống phối minh hôn, trái với lẽ trời. Mi học được thuật bắt hồn từ đâu? Tuế tuế lúc này thiên uy hiện rõ, trên trời có một tia sét vang dội. Nếu mi không nói, ta sẽ rút hồn mi ra để xem đấy. Tay nhỏ vẫy vẫy, Hắc Bạch Vô Thường đang uống rượu ở địa phủ, lập tức xuất hiện tại đây. Người phụ nữ liền sợ ngã xuống đất. Có ma, có ma. Tôi không biết gì hết, tôi lừa dối thôi. Là họ muốn kết hôn âm dương, tôi định lừa họ thôi. Nhưng 3 ngày trước, có kẻ bảo ta một phương pháp bắt hồn nhưng không ngờ thực sự triệu hồi đến được. Mặt mày Hắc Bạch Vô Thường nghiêm nghị. Việc này bọn ta nhất định sẽ bẩm báo Diêm La. Có người tự ý tụ họp gây rối quái phàm. Tuế tuế phẩy tay, hai người đối diện Tuế tuế hành một lễ lớn, trực tiếp đem đạo nhân đi. Tiệc bàn còn chưa bày đủ mấy bàn, con ta đã chết rồi làm gì còn có tiệc bàn. Ôi đậu xanh, con ngươi chết rồi lại muốn đoạt con gái người khác sao? Cô ấy có ý muốn giúp hắn một tay, nhưng không ngờ các ngươi thật là một lũ lòng lang dạ sói. Ồ, tuế tuế lén vỗ tay một cái, ha ha. Ta dùng đúng từ rồi. Đáng tiếc khoảnh khắc huy hoàng này không ai thấy. Ta tự hỏi chưa từng làm điều gì, không ngờ khiến ngươi hiểu lầm như vậy. Nếu sớm biết ngươi là kẻ như vậy, ta nhất định không giúp ngươi. Người đàn ông ngẩn ngơ nhìn cô. Chỉ là ta đầu thai không bằng người, ngươi khinh thường ta mà thôi. Ha ha ha, ta khinh thường linh hồn ngươi. Thứ dơ bẩn. Hồn ma ấy dường như nổi giận. Tuế tuế chỉ khẽ nhón tay, liền khiến hắn không thể động đậy. Nếu ngươi không muốn đầu thai, chỉ bằng như thế này. Ta thích ăn ngó sen trong nước. Ngó sen khó đào. Ngươi là thủy quỷ, thủy tính tốt. Mùa đông thì đào ngó sen cho ta, mùa hè thì ngươi có thể giúp ta giải nóng, lúc nhàn rỗi còn có thể giúp ta đẩy cối xay. Ta thích ăn tàu hũ. Ngươi hỗ trợ con trai ta là cử nhân, là cử nhân. Thì đã sao? Chẳng liên quan gì đến ngươi. Mùa hè sang năm có con ngươi thì ta không nóng nữa. Còn ngươi ư? Tâm tư không chính, làm hại người vô tội, thì phạt ngươi. Phạt ngươi cô độc đến già, giữ đạo quả phụ trọn đời, con cái đều mất, huyết mạch tuyệt diệt. Nói xong kéo theo Chu Cẩm Nhi và âm hồn liền biến mất trước mắt phú nhân. Phú nhân hét lên rồi ngất xỉu. Khi trở về phủ, tuế tuế liền nhốt thủy quỷ trong một ruộng ngó sen. Ngày mai mở tiệm bán đồ đậu phụ và tàu hũ, bắt hắn say cối đến chết. Mùa hè thì dùng hắn làm người đá giải nhiệt. Vừa mới hồn về Chu Cẩm Ly đứng lên, hành đại lễ trước tuế tuế. Việc này cảm tạ tiểu cô nãi nãi cứu giúp. Ngươi cũng bị liên lụy bởi ta, để bù đắp ngươi chịu khổ này, ta tăng thọ cho ngươi 10 năm. Tuế tuế nắm một nắm linh khí đưa cho cô ấy. Nghiêm gia giao ta thấy cần phải về hầu phủ rồi. Từ ngày đó Chu cô nương đối với hắn gần như cầu gì được nấy, mỗi ngày đều đứng sau sùng quang và thư ngọc, chờ đợi phục vụ hắn. Trong nửa tháng ngắn ngủi, Chu đại nhân đã già đi. Bệ hạ, cung điện này thật quá thanh tịnh. Nếu có con cái thì có lẽ sẽ náo nhiệt hơn. Bệ hạ, vi thần thấy rằng phòng ngủ của ngài nên sơn hết thành màu hồng. Mỗi ngày bệ hạ đều khéo léo từ chối hắn. Tiểu sư thúc, phủ này có phải hơi buồn tẻ không? Tiểu sư thúc, nghe nói ở phủ Thừa An hầu còn nuôi nhiều thú cưng nữa đấy. Nướng lên ăn ngon nhất. Người tận hiếu nhất chắc chắn là lão hầu gia. Tuế tuế phẩy tay, lạnh lùng từ chối hắn. Một cái kéo dài, liền kéo dài đến cuối năm. Ta thật sự muốn ăn chút đồ ăn vặt. Ta sẽ chăm chỉ đánh răng, chăm sóc răng miệng tốt. Ngươi để A Nguyệt để lại chút đồ ăn vặt cho ta. A Nguyệt tỷ tỷ nói thời gian thay răng ăn nhiều đồ ăn vặt, lúc đó răng sẽ mọc lệch và không đều. Cô nương hãy chịu đựng thêm chút. Tuế tuế hừ một tiếng, tìm cớ để ra ra đi ra ngoài, tự mình lén lút đào một cái lỗ từ tường. Tiểu gia hỏa nhỏ giọng lẩm bẩm, keo kiệt, keo kiệt. May là ta đã giấu chút tiền riêng, không thì ta chắc là vị thần đầu tiên chết vì thèm ăn. Vừa móc ra xem, bên trong trống rỗng. Đồ của lão tử, tiền riêng của ta bị trộm rồi. Qua một tiếng, tiểu thần nữ khóc động trời động đất. Ra ra, ra ra, có trộm rồi, có trộm rồi. Tiền của ta bị trộm rồi. Tuế tuế vừa nức nở khóc, thấy lão hổ lững thững bước vào từ ngoài cửa. Chỉ thấy miệng lão hổ dính đầy thịt, hai con vẹt như say rượu, cả người đầy mùi rượu. Lúc sớm, nô tỳ thấy hai con vẹt chỉ huy lão hổ trắng dùng vuốt cào tường. Sau khi cào xong, vẹt kéo túi tiền ra, rồi lão hổ lại làm tường trở lại như cũ.
Đang nói chuyện thì đại tôn tử của phủ thượng thư đột nhiên hớn hở chạy về. Qua, hôm nay tiểu gia thấy kỳ tích rồi, cả kinh thành đều biết. Hôm nay có hai con thần điểu dẫn theo một con mãnh hổ xuống núi mua thịt ăn. Thần điểu móc tiền ra, mãnh hổ miệng ngậm cái giỏ, đồ bò vào trong đó. Chúng còn thuận tiện mua một bình rượu. Trời ơi, thật là kỳ diệu. Chưa kịp nói xong, thấy tiểu cô nương nhà mình rưng rưng nhìn hắn. Chu đại nhân vội vàng chạy đến, đau lòng vô cùng, nhưng lại không nhịn được nghĩ, thật sự là chủ nào tới nấy, giống hệt tiểu sư thúc. Tiểu cô nãi nãi, có khả năng nào là người đã ăn hết hạt dưa của vẹt, gặm hết gà quay của mãnh hổ rồi chăng? Ta muốn về nhà, ta muốn về nhà. Ây, đừng khóc nữa, cháu giúp người nhé. Giúp ta cái gì? Chu đại nhân nén lại niềm vui bất chợt, một mặt đầy bi thương. Ta giúp người báo cho nhà họ Nghiêm, để họ mang kiệu 8 người khiêng đến đón tiểu sư thúc. Người không ở lại thêm vài ngày sao? Chẳng lẽ là cháu chiếu cố không tốt? Người có muốn ở lại thêm vài ngày không? Ừ, nếu người không nỡ rời xa ta, ta có thể sau Tết lại về. Chu đại nhân quay đầu chạy như bay. Ta đi thu dọn đồ giúp người. Ha ha ha. Vài ngày sau, mọi người cùng nhau náo nhiệt đi xe ngựa đến phủ thượng thư. Khi tin tức đến tai Chu thượng thư, Chu thượng thư cười đến mức miệng gần như tới sau gáy. Ngươi không phải không nỡ xa ta sao? Sao lại cười vui như thế? Một câu nói của Tuế Tuế làm mặt Chu đại nhân căng thẳng. Tiểu sư thúc hiếm khi đến, chưa ở vài ngày đã muốn đi, oan cho ta quá. Nếu ngươi không nỡ xa ta, vậy ta sẽ quay lại ở. Không phải vậy, ta nhớ người, có thể đến hầu phủ thăm người, không phiền người dọn tới dọn lui nữa. Đang nói thì có hạ nhân đến báo. Cô nương, vừa rồi ở cửa có bà vú nhà họ Nghiêm đến báo, nói rằng người muốn về hay không thì tùy, muốn hầu phủ đến đón. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Vừa dứt lời, người giữ cửa lại đến báo, tiểu cô nãi nãi, lão hầu gia và lão phu nhân đã chờ ngoài cửa, xin mời tiểu thư lên kiệu. Hóa ra là muốn tự mình đến đón. Cửa phủ thượng thư mở ra, lão hầu gia và lão phu nhân không ngẩng đầu mà tiến lên hành đại lễ. Nhị sư chất tham kiến tiểu sư thúc, vãn bối tham kiến. Lời lão phu nhân vừa đến miệng đã bị ngắt. Người làm gì còn không hành lễ với tiểu sư thúc? Lão phu nhân kinh ngạc nhìn mắt, mắt của Tuế Tuế như muốn nuốt chửng hắn. Ngươi ngươi, hắn là các bảo bối, do kinh phí có hạn, việc sản xuất không dễ dàng, tôi đã đặt video tiếp theo vào tiểu chương trình ở góc trái dưới. Nhấn vào tiểu chương trình để xem trước. Douyin cũng sẽ tiếp tục cập nhật. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và thông cảm. Hóa ra các ngươi muốn tự mình hành đại lễ, mời ta trở về ư? Chu thượng thư cười lạnh một tiếng. Ngươi quả thật cưới được một thê tử tốt, lườm tiểu sư thúc đến mức suýt khiến nàng tức chết. Ai cho ngươi cái gan to bằng trời? Lão gia, lão gia, nàng là cháu gái của chúng ta, Nghiêm Tuế Tuế đấy. Người trong hầu phủ đã sớm hoang mang, lặng lẽ rời khỏi hầu phủ. Tuế Tuế cô nương cứ nhiên lại trở thành tiểu sư thúc của hầu phủ, hơn nữa còn là hàng bối cao nhất, đến mức lão phu nhân cũng phải quỳ lạy nàng. Ngay cả lão hầu gia cũng kinh ngạc, tiểu sư thúc lại chính là cháu gái ta, là cháu gái lưu lạc bên ngoài. Nếu hầu phủ không muốn mời tiểu sư thúc trở về thì thôi vậy, cứ ở lại thượng thư phủ cũng được. Nhìn xem sắc mặt các ngươi, tiểu sư thúc không chấp nhận sự khinh thị này. Chu thượng thư cho mày. Lão phu nhân trong lòng khẽ rúng động. Lão hầu gia tuy là sư đệ của Chu thượng thư, nhưng thực ra Chu thượng thư rất không hài lòng với hầu phủ. Lúc này nếu chọc giận ông ta, chỉ e tiền đồ của hầu phủ cũng kết thúc. Dẫu sao đó cũng là Lý thị cũng thân mẫu của nó, mẫu kính tử hiếu, không hợp lý. Bối phận mỗi người mỗi khác, hơn nữa dù không nói đến bối phận, nàng có thân phận quận chúa, các ngươi hành lễ với nàng cũng là lẽ phải. Còn không mau hành lễ, thật là phản trời rồi. Lão phu nhân hít một hơi thật sâu, cùng với vẻ mặt bối rối của Lý thị hành đại lễ với Nghiêm Tuế Tuế. Tuế Tuế vẫn giả bộ, lấy từ trong ngực ra hai món quà nhỏ, đây là lễ gặp mặt cho hậu bối, làm cho lão phu nhân tức giận đến ngất xỉu tại chỗ. Ha ha ha. Phu nhân, đại cô nương đã trở về. Khóc suốt dọc đường về, Lý thị đột nhiên thay đổi sắc mặt. Về là tốt, trở về đúng lúc để dập đầu với tiểu sư thúc. Mau gọi tất cả người trong hầu phủ ra dập đầu với sư thúc, để sư thúc nhận mặt người. Sư phụ trong thư trăm lần khen ngợi tiểu sư thúc, không ngờ chính là cháu gái của mình. Lão hầu ra lòng tự hào trào dâng. Giao Giao cũng là quận chúa, lại có vô số tín đồ yêu mến. Giao Giao không cần phải dập đầu đâu, bối phận nên thế nào thì cứ thế. Các ngươi chỉ vì nàng là Nghiêm Tuế Tuế mà định khinh thường nàng sao? Đây là quý khách của sư môn ta, Lý thị lo lắng. Tuế Tuế con và Giao Giao cùng mẹ sinh ra, Giao Giao là phúc bảo,
là phúc khí của Đại Nguyệt. Con làm vậy sau này nàng sao phục chúng? Con là tỷ tỷ, con phải hiểu chuyện chút. Ngươi nói nhảm cái gì? Lý Thị vậy ra ngươi cũng là kẻ hồ đồ. Lão Hầu gia tức giận dẫn Nghiêm Tuế Tuế vào nhà. Nghiêm Tuế Tuế vừa bước vào cửa liền cảm thán một câu. Ai, thật ra Tuế Tuế còn mang theo cái dìu. Thật là mang vô ích. Ô hay, tiểu sư thúc mang dìu làm gì? Chặt cửa đấy, Nghiêm Tuế Tuế liền cất dìu vào ngực. Lần trước về nhà, mọi người nói Nghiêm Tuế Tuế không xứng đi cửa chính. Nghiêm Tuế Tuế sợ lần này lại bị nhốt ngoài cửa, cho nên mới mang theo cái dìu. Nếu không mở được cửa thì sẽ chạy cửa ra. Ha ha. Hồ náo lần tới ai dám nhốt tiểu sư thúc ngoài cửa sẽ bị đuổi khỏi hầu phủ, xóa tên khỏi tổ phủ. Nghiêm Tuế Tuế là quận chúa, cũng là tiểu sư thúc, dù không có thân phận gì, nàng vẫn là thiên kim của hầu phủ, lẽ ra phải đi cửa chính. Lần sau nếu còn ai như vậy, người cứ bắn thẳng tay. Ok. Lão Hầu gia nổi giận lôi đình, mọi người đều cúi đầu. Có lẽ vì mới đến, hạ nhân không biết điều, chậm trễ hắn rồi. Ô đậu xanh. Phải, có lẽ là do A Bộ lớn tuổi rồi, không quản nổi hạ nhân nữa. Mọi người đều đồng tình. Ngay lập tức, lão phu nhân mặt mày khó coi trợn mắt. Người gọi ta là gì? Ta gọi Chu Thượng Thư, là Sùng Quang, gọi Thượng Thư phu nhân. Thành Thư Ngọc, gọi ngươi là A Bội. Sao nào A Bội, ngươi có ý kiến gì không? Lão phu nhân vừa tỉnh lại từ cơn mê, thân thể lại run rẩy không ngừng. Tất nhiên là không có ý kiến. Đại sư huynh không nói gì mà. Lão Hầu ra vẫy tay, nắm tay Nghiêm Tuế Tuế vào chính viện. Chợt nghe trong viện vang lên tiếng khóc. Tổ phụ tổ mẫu, mẫu thân, xin hãy cứu Nguyệt Nương. Cầu xin mẫu thân, xin cho muội muội một câu trả lời. Xin muội giúp đỡ Đông Nhi. Ngươi lại đến làm gì? Thực sự hầu phủ nợ các ngươi sao? Từng người một đều là chủ nợ của hầu phủ. Nó không phải là con ruột của ngươi. Ngươi lại là chị ruột của Giao Giao. Nó không có phúc phần. Ngươi còn muốn tiểu Giao cho một câu trả lời. Lão phu nhân ngồi phịch xuống chủ vị. Nhưng lúc này Nghiêm Tuế Tuế đứng một bên, ho một tiếng khiến lão hầu ra cau mày. Ngươi còn biết tôn ti trật tự không? Ngươi xuống đây, tiểu sư thúc lên đi. Nói xong không có việc gì, lão phu nhân vừa xấu hổ vừa tức giận, trực tiếp kéo Nghiêm Tuế Tuế ngồi vào chủ vị. A Bội, lần này ta tha thứ cho ngươi nhé. Cảnh tượng này khiến trưởng tỷ vừa về phủ quên cả khóc. Đây chính là muội muội lưu lạc bên ngoài của ngươi. Muội muội của ngươi thật may mắn, dù bị nuôi lớn ở biên cương nghèo khó, nhưng được sư tổ ngươi thu làm đệ tử. Giờ đây ngươi gọi nàng là tiểu cô nãi nãi đi. Tiểu cô nãi nãi uống trà. Nghiêm Uyển Ninh là đích nữ của hầu phủ, vì Nghiêm Giao Giao cứu tiểu công tử của hầu phủ Tuyên Bình, hai nhà liền định ra hôn sự. Ai ngờ vừa mới gả qua, tiểu công tử kia lại lập tức hôn mê không tỉnh. Đến nay đã gần nửa năm rồi. Mẹ tổ phụ tổ mẫu, cầu xin hai người cứu Đông Nhi đi. Trước đây Đông Nhi mơ hồ không rõ, dù ăn nói ngốc nghếch, nhưng ít nhất vẫn sống. Bây giờ hôn mê nửa năm, phu quân và cha mẹ đều sắp chịu không nổi. Sau khi Đông Nhi được Nghiêm Giao Giao cứu, thông minh được nửa năm, lại trực tiếp thành người thực vật. Hầu phủ Tuyên Bình luôn đòi một lời giải thích, nhưng đều bị ngăn lại. Cô đã nhiều lần cầu xin nhà mẹ đẻ, nhưng Giao Giao chỉ nói đó là số mệnh của hắn. Chẳng lẽ đây là lỗi của muội muội ngươi sao? Muội muội ngươi có lòng tốt cứu hắn, là hắn không có phúc phần. Ngươi cũng là đồ vô tâm. Nếu không phải Giao Giao cứu hắn, ngươi có thể gả vào hầu phủ Tuyên Bình. Ngươi không giúp muội muội ngươi thì thôi, lại còn đến đòi một lời giải thích. Uyển Ninh bị kẹt giữa gần như muốn sụp đổ. Hắn là một mạng người, vậy ngươi nên nhận sai của Giao Giao sao? Dù có phải lỗi của Giao Giao hay không, lời này ngươi cũng không nên nói. Lý Thị, tuyệt đối không cho phép ai bôi nhọ danh dự của Nghiêm Giao Giao. Mẹ, con gái bị kẹt giữa thì phải làm sao? Uyển Ninh cũng là con gái của mẹ mà. Lý Thị dường như lại có chút không đành lòng. Giao Giao đã kiếm cho ngươi một phu quân tốt, ngươi còn muốn gì nữa? Ngươi đã con gái Nghiêm gia, ra bên ngoài phải bảo vệ danh tiếng của Giao Giao. Giao Giao mà tốt, chỉ khi đó nhà họ Nghiêm mới yên ổn. Giao Giao đã nói thẳng rằng hắn mệnh phải như vậy, khắp thiên hạ không ai có thể cứu, vậy thì hắn chính là vô phương cứu chữa. Nghiêm Uyển Ninh thất vọng quỳ rạp xuống đất, hai con vẹt nhỏ trên vai Tuế Tuế lại nhảy nhót vô tư, đùi mới đùi mới. Được rồi, chuyện của Uyển Ninh các ngươi bàn bạc một cách. Giao Giao không phải là phúc bảo sao? Đã ban phúc cho bao nhiêu người rồi, lại xem cho Đông Nhi một chút. Đông Nhi là một đứa trẻ ngoan. Lão Hầu gia cũng phất tay, trực tiếp ngăn cản muốn cãi lại của Lý Thị và Lão Thái Thái. Đúng rồi, đi gọi tất cả bọn trẻ trong phủ đến, nhận mặt tiểu sư thúc, tránh việc thấy tiểu sư thúc còn nhỏ tuổi mạo phạm sư thúc. Lý Thị sắc mặt đột nhiên biến đổi, đang định tìm cớ giúp Giao Giao tránh đi. Tuế Tuế còn nhỏ tuổi, liệu bọn chúng có công nhận Tuế Tuế không? Nếu như vậy thì Tuế Tuế quay về tìm sư huynh cũng được thôi, tránh gây thêm phiền phức cho các người. Lý Thị nghe tới đây thì ra đầu tê dại. Đồ hỗn láo, ai dám không tới? Chỉ cần ở trong phủ đều phải tới dập đầu. Lão Hầu gia sắc mặt lạnh lùng, nha hoàn lập tức chạy nhanh ra ngoài, đi gọi bọn chúng vào.